Còn ở đây là cái đây là chân gà rút xương luôn. À, tất cả những cái này em xài hàng tươi nhưng mà chỉ có chân gà mà rút xương á là sử dụng hàng của công ty đàng hoàng. Là trứng ở đây mình chín hùm hùm chứ hả? Dạ đúng rồi. Đây là muối tiêu thôi đúng không? Dạ muối tiêu anh tự làm đúng không anh? Dạ. Tự xay tiêu. Tự xay tự làm. Xin chào buổi sáng quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại thì sáng ngày hôm nay Phú chạy trên đường Nguyễn Oanh Gò Vấp. Chúng ta sẽ đi ăn một món ở Đà Lạt. PM Phước Travel xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình luồn vào cái hẻm nó hơi sâu một tí xíu để Phú chia sẻ một địa điểm mà lúc trước Phú đã có chia sẻ rồi ở Gò Vấp với cái món là bánh ướt lòng gà anh Ba Béo. Thì đã giờ bây giờ là đã giờ về địa chỉ mới cho nên là Phú quay cập nhật cho mọi người luôn. 433/57 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Đó, nó bị vô một cái, tức là ở đây sẽ có bán ăn tại chỗ nhưng mà chỉ có khoảng 2 bàn thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ mua ở trên app, bán ở đây là hiện tại là bạn giờ về nhà là bán qua app là phần nhiều. Rồi thôi thì bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về đây nha. Hương vị ở đây thì cũng thấy là nó vừa phải là gà tươi cho nên là chia sẻ lại để cho những bạn người giáp thích món này có thể thưởng thức. Mời quý vị khán giả. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là bạn Lân. Lúc trước thì cũng đã có quay cái món này của bạn nhưng mà sau dịch đó là Lân là giờ về nhà bán. Thì giờ là buổi sáng sớm là Lân đang chuẩn bị sơ chế lần cuối đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mời quý vị khán giả mình xem nha. Lân giới thiệu mình gà này sao, giờ mình làm sao? Dạ, gà này thì sáng là gà sẽ giao tới cho em. Gà này là gà Tam Hoàng. Đó, gà Tam Hoàng nguyên con có đầu. Có đầu có chân đầy đủ. Đó em về thì ví dụ như buổi sáng thì nó còn lò tới giao tới nè, nó còn dơ nè, thấy không? Nó còn những cái lớp lông này kia thì em sẽ rửa, em lặt lại lông, rửa bớt muối sạch. Thì ở đây em có ba con làm sẵn rồi nè, em chuẩn bị mình bỏ vô mình hấp á. Cứ một cái nồi gì em hấp một đợt là khoảng 3 con. Cứ hết em sẽ hấp tiếp thì em mấy trăm ngày mà. Nói chung là gà có đầu nha mọi người. Nhưng mà Phú xin phép là để quay chắc là nhờ Lân bỏ cái đầu đi. Tức là bên người ta giao là người ta đã làm cho mình một phần hả? Bên người ta là có nghĩa là người ta sẽ mổ, người ta làm sạch sơ thôi, lấy lông đồ này kia luôn thì nó còn sót lại một chút. Rồi em về em sẽ rửa, em đặt lông lại. Ví dụ như con này là chân nè, ví dụ như chân nè, chân không, nó còn cái lớp da đó, mình phải rửa sạch làm lại. Ví dụ lông nè, lông đắt dắt này mình rửa cho nó sạch sẽ lại, xong rồi rửa nhiều nước, xong rồi mình còn bóp muối nữa.
bóp muối cho nó sạch sẽ rồi mình lặt mấy cái mỡ gà nè, mấy cái mỡ ở trong đó. Đúng rồi, mấy cái mỡ rồi mấy cái ruột ở chỗ cái phao câu này thấy không? Ừ. Đó mình lặt cho nó sạch đi. Lòng là mình làm luôn đúng không? À lòng á là em nhập về em cũng làm luôn. À chứ dạ. Không phải là nguyên con về em lọc cái bụng nó ra em lấy hả? À không, gà tam hoàng này á là người ta đã lọc hết rồi. À. Còn lòng á là mình nhập nguyên bộ khác. À. Nhập nguyên bộ về mình làm. Ví dụ một bộ nó bao gồm có là gan nè. Ừ. Rồi tim rồi giờ mề nhưng mà rồi, em không có bán tim, em chỉ lấy gan với lại okay. Cái lại mề với lại giò trường thôi, giò trường gà nữa. Dạ cứ bỏ vô đi. Rồi bây giờ gà đây là em làm sạch này nè, đó em bỏ vô một đợt ba con vậy đó, em bỏ vô mình hấp đó, đó mình bỏ vô trên nồi giờ. Cái này em hấp bao lâu? Dạ em hấp chừng khoảng 45 phút. 45 phút. Gà tươi thì khoảng tầm 45 phút thôi. Để gà chín. Dạ. Rồi. Cái dạ. Này là còn lại là các nguyên liệu này cũng bán hết là đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Cái này là buổi sáng á, là khi giao tới là còn nguyên bộ nguyên luôn. Ừ. Rồi bắt đầu là em mới bắt đầu em lọc em rửa, ví dụ như mời đi. Mời thì mình cạo cho nó sạch sẽ ha. Mình cạo sạch sẽ nhớt đồ này kia. Ừ. Rồi mình rửa bóp muối, cái này em bóp muối em rửa sẵn hết rồi. À. Cái này em chuẩn bị luộc rồi đó. Em chuẩn bị luộc cho nên em sẽ rửa vào một nước nữa là xong là sạch sẽ, là mình bỏ vào mình luộc cho nó sạch thôi. À. Đó, ví dụ mời nè, em bên em có nguyên liệu là mề. Rồi giò trường, giò trường gà. Giò trường. Đó. Rồi trứng non. Trứng non. Trứng non. Trứng non. Dạ, trứng non. Rồi gan. Gan. Dạ. Xem không xài tim nữa. Dạ. Thì em nói chung là tim thì nó cũng nhỏ lại nó từ bên trong nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu. Nó nhỏ xíu với lại ở trong bên trong tim nó hay có ứ máu này kia á, mình rửa nó mình sử dụng lòng á thì đôi lúc nhiều khi mình để nó không có, nó hay bị hôi á. À. Nên mình dùng những cái nguyên liệu này nó sạch hơn. Ok rồi, giờ em rửa đi. Dạ. Nước còn cái đây là chân gà rút xương luôn. À, tất cả những cái này em xài hàng tươi nhưng mà chỉ có chân gà mà rút xương á là sử dụng hàng của công ty đàng hoàng thì nó có cấp đông, chân gà mà phải rút xương mình cấp đông sẵn thì em nhập về em làm gỏi. Rồi rửa sơ lại một lần nữa thôi, sáng em đã rửa bắp muối sẵn hết rồi, em rửa lại một lần nữa cho nó sạch đó. Vớt ra này là gan làm sạch hết rồi. Trong gan thì nó có mật, nó có phổi nữa, mình làm sạch, mình làm mỡ đồ ra. À, cho là em lọc hết luôn. Lọc ra cho nó hết sạch sẽ. Chứ mình làm không kỹ á, là ví dụ như là mình luộc á, nó bị hôi, lòng thì mình phải làm kỹ một chút. Rồi ngoài ra mình bóp muối rồi này, khi mình rửa rồi, khi nào mình luộc mình còn phải có thêm gia vị như là xả gừng rồi đó, vô cho nó khử mùi thêm một lần nữa. Rồi, tới gan. Rồi, giờ là luộc gan. Rồi mình bỏ gan vô. À, coi như xong cái này là coi như dạ, xong cái này bỏ là cái nước này là bỏ nước làm luôn. Cái mức mới. Dạ đúng rồi. Rồi. Đây là trứng non. Thì này em cũng rửa buổi sáng rồi, em cũng lấy ra em rửa rồi. Thì đây là mình rửa lại một lần nữa. Ừ. Ê, trứng này rửa nhẹ tay đúng không? Dạ đúng rồi. Bể. Nó dễ bể lắm á. Thì mình rửa cho nó nhẹ nhàng thôi, rửa nhẹ tay là xíu trứng theo chùm rồi đó. Dạ. Cái nào là mình vớt ra còn mà đúng không, đây là bán tới tối. Dạ dạ còn. Em bán từ sáng tới tối lận nhưng mà em làm từng đợt vậy đó. Làm sạch thì mình làm từng đợt, mình luộc lúc nào nó đồ nó cũng mới đó, mình làm ra mình bán chừng khoảng phân nửa hơn xíu là bắt đầu mình lấy ra mình làm tiếp, mình rửa tiếp mà mình luộc. Trứng là cũng riêng hay là trong con gà đó luôn? Dạ riêng anh. Riêng luôn đó. Bộ phận mình nhập riêng hết á. Gà là người ta lúc mà nhập về là chỉ có gà thôi, gà chân đầu thôi. Còn bộ phận lòng phè phổi gì ruột thì người ta đã lấy ra hết rồi. Rồi giờ mình bỏ trứng vô. Em luộc với gì vậy? Dạ. Ở đây thì em luộc là em có gừng, xả. Cho nó thơm. Dạ. Em luộc làm đào luôn đúng không? Dạ luộc làm đào luôn. Rồi giờ mình vớt ra khoảng 2 phút ha. Dạ thì giờ mình luộc làm đào thì chờ nước sôi. Nước sôi thiệt sôi cái mình bỏ vô chừng tầm 20 phút. Đó. Nên là mẹ sao tại vì quán bán sớm đơn ngổ rồi nọ cho nên là mình quay clip nó có thể nó sẽ không có trùng khớp. Mọi người thông cảm nha. Bếp nhỏ nữa.
Là trứng ở đây mình chín hườm hườm chứ hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là mình đặt một chút. Đó, nó vẫn còn giữ được cái độ béo của trứng. Ăn nó dẻo, nó béo, nó ngon. Chứ nó không có chín quá, nó đặc. Sao mình không chơi lòng đào hả? Dạ. Thì em cũng chia sẻ luôn là lúc trước em cũng có làm chuyện lòng đào, thì nó có nhiều khách thì họ uống cho nó đặc một xíu, cho nó ấy, còn kia nó hơi cái lòng đào nó hơi sống quá. Nếu mà kia làm đào sống mà ship đi nữa thì nhiều khi nó bị ngồi ăn nó. Dạ đúng rồi, ăn nó hơi, nói chung là nhiều khi đôi lúc nhiều khách nó bị nhạy mùi á, ăn nó hơi, cảm giác nó tanh. Thì mình dùng chín này, chín chín này nè. Dạ. Ăn nó dẻo, nó ngon lắm. Dạ. Rồi, luộc mè luôn. Rồi, đây em bỏ mè vô luộc. Luộc từng cái riêng ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. Trước tiên là mình luộc trứng. Mình luộc trứng trước, xong rồi hết trứng xong rồi mình sẽ chuyển qua mình luộc mè, xong rồi về sau mình mới luộc dồi và gan. Tại vì dồi với gan á, ở trong nó có cái lớp bột á. Cái bột bên trong của nó. Rồi khi mình luộc đó nó bị bột quá, nó không có đẹp. Đó, nó không có sạch cái mè, nên mình sẽ luộc trứng với mè trước, xong rồi qua luộc dồi với gan nữa là xong. Thứ tự. Dạ đúng rồi. Rồi, dớt luôn. Đây là mè gà. Rồi, cái này là mè. Mè gà. Ngoài đại khái mọi thứ dớt dớt cho mọi người xem. Dạ. Thật nha. Ghé mình sao kia có được cái bếp bự, làm nồi bự bự á cho nó đỡ công. Dạ. Luộc từng mẻ mẻ. Em cũng bán từ sáng đến chiều mà. Em bán nên thôi em luộc mẻ mẻ vậy, mình bán đồ mới luôn, mình cứ hết rồi mình luộc tiếp. Này là dồi. Dồi trường gà. Này lúc nào coi như là phải luộc cuối đúng không? Dạ. Là mè, trứng. Dạ. Mè, trứng non, giò trường với lại gan gà. Là xong, giờ mình bỏ gan vô luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây bắt đầu là xé gà. Xé gà chuẩn bị mình chọn nguyên liệu mình bán. Dạ. Cứ lần vậy là em xé một con. Xé một con gà ra mình chọn mình bán. Cứ hết rồi mình xé tiếp mình chọn mình bán. Da gà là vàng. Trong menu mình là như có là em có bán cái đùi không? Dạ. Có thường á là ví dụ em xé này là phần ức nè, phần cánh em xé ra. Ví dụ cái đùi em xé cái phần miếng gốc tư thôi, còn cái phần đùi thì đôi lúc em cũng để lại, có những khách mà khách ăn cái phần đùi tỏi á, là mình để nguyên cái đùi tỏi mình chọn là mình bỏ vô cho khách là nó vẫn còn nguyên á, chứ không có xé nát ra. Chủ yếu là mình xé phần trên, mình xé cái phần ức á, mình xé thịt ra. Đó, ức á. Phần ức nó thịt nó nhiều. Là gà em dùng là gà lớn, gà thả vườn tóc vàng, nhưng mà nó khoảng 1,5-2,5 kg trở lên. Gà nó bự nên nó nhiều thịt. Mình xé ra. Đây là rau. Dạ. Rau vừa gỏi với lại trộn gà hả? Dạ. Đây là rau nguyên liệu em làm bánh ướt với đâu? Lại với lại mình làm các gỏi như gỏi sốt mắm tắc là sốt Thái. Đâu cái nào là như bánh ướt? Dạ. Bánh ướt á thì em sẽ dùng thêm rau sống, ví dụ rau salad nè. Salad. Rồi rau quế nè. Quế. Rồi. Rồi. Đó, rau quế. Rồi trong cái vấn đề mà trộn gà với lại mè trong bánh ướt á thì có rau răm nữa. Rồi rau răm là rau niêm thêm á. Dạ. Thì xong rồi thì em sẽ cắt sẵn, thấy không? Cắt sẵn bỏ ra đây. Cắt sẵn, cái này là lặt sẵn nè. Giống như dưa leo mình cũng cắt sẵn luôn. Mình có dưa leo nữa. Rồi, bây giờ là cái này là mình trộn gỏi hả Lân hả? Dạ không anh, cái này là cái phần bánh ướt á. Ủa? Bánh ướt sao lại đi trộn gia vị? Dạ, bánh ướt ngoài ăn với nước mắm á, thì bên em ví dụ như gà nè, gà với lại mè á, dồi gan, dồi trường á, thì em sẽ có trộn thêm một xíu muối với lại xíu chanh vô nữa, ăn cho nó đậm đà. Cái này là cái đặc trưng riêng của quán em trộn chứ không đó. Phải là ăn gà luộc không? Dạ không phải, ăn gà luộc không thì nó hơi lạc. Em làm cái này cho nó bắt vị thêm vô. Dạ. Hình như là khác lúc trước đúng không? Hình nhớ lúc trước là phải vậy đúng không? Lúc trước cũng vậy luôn anh. Ồ vậy hả? Lúc trước cũng vậy đó. Thì chắc là không nhớ. Dạ. Lúc trước cũng vậy đó.
ăn nó đậm vị hơn vô. Dạ đúng rồi, thơm hơn. Gà đi với muối với chanh nữa, thơm. Em trộn chung vô luôn cho dễ. Dạ không anh, ví dụ như em có bán hai phần là phần gà bánh nước gà xé không với là phần bánh nước có lòng. Thì ví dụ như là mình ai mua khách mua gà xé không á thì em chỉ bỏ gà vô thôi. Rồi ví dụ mua phần lòng thì em bỏ thêm lòng vô. Em trộn riêng ra cho mình dễ bóc. Bóc thì dễ. Đây là muối tiêu thôi đúng không? Dạ muối tiêu em tự làm luôn anh. Dạ. Tự xay tiêu. Tự xay tự làm. Tại vì muối này đó là em làm là cái lượng muối nó nhiều hơn xíu. Cái lượng lượng tiêu nó nhiều hơn xíu. Lượng tiêu nó nhiều hơn, nó thơm hơn. Tới giờ nổ đơn. Bây giờ là cái phần này mình đang làm phần gì vậy Lân? Dạ phần này em đang làm phần gà xé trứng non với lại phần đặc biệt. Và phần 50 á. Phần 50. Dạ đúng rồi. Nếu mà mình khách mà không ăn trứng non á là chỉ có gà xé không á là 40. Bây giờ phần lòng gà gà xé là chỉ có 40 thôi, cứ có trứng non vô là thêm 10.000. Có trứng non vô là cứ thêm 10.000. Dạ đúng rồi. Em có hai giá thôi, 40 và 50. Vậy đó. Mọi người cũng dễ hình dung. Dạ. Đó thì em là gà xé nguyên con, cho nên khi mà mình bỏ vô nó sẽ có một có xương trong đó nữa nha. Là không có một phần gà xé với là một phần là bộ phận có xương. Như là cánh nè, như là đùi. Đó. Đùi có hạn nha, cho nên là quý vị khán giả nào ăn đùi thì nó còn không thì sẽ tùy lúc em bỏ vô đúng không? Dạ đúng rồi, thường là gà nguyên con thì em sẽ bộ phận nào cũng xé ra bán hết á. Đùi thì riêng đùi tỏi á em sẽ để vậy nè, rồi bỏ thêm mấy miếng gà xé vô nữa. Đó đùi tỏi thì ai nót lại muốn ăn thích ăn thịt đùi á, đó em để nguyên miếng cái đùi ra em xé ra. Đó mình bỏ rau vô, rau trộn vô. Đó. Đó. Cái này cho lòng rồi đúng không? Bên đây là xé, bên đây là lòng. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là thêm trứng non vô. Rồi bây giờ mình thêm rau. Rau vô trước. Dạ. Bên em thì em nếu so với mọi người so với bánh nước trên Đà Lạt thì bên em là khá một chút, là em cho nhiều rau sống hơn. Dạ, ở dưới đây thì biến tấu lại xíu. Đó, ăn cho nhiều rau, bên em nhiều rau hơn xíu. Rồi. Trứng để nguyên hả? Không, mình cắt đôi ra anh. Dạ đúng rồi, mình cắt đôi ra. Mình để sẵn vậy đó, rồi ra đây lấy kéo mình cắt đôi ra. Đó. Đó. Vậy dễ hình dung nha mọi người, bỏ trứng ra là còn 40. Bỏ trứng là 50. Đúng rồi, đó, cắt trứng ra. Đó. Rồi. Rồi hành phi đậu phộng này lên nữa là xong. Rồi hành phi. Đó hành phi đậu phộng. Rồi dạ. Xong rồi đúng không? Dạ, xong rồi đúng rồi. Đó. Dạ. Ok xong dạ. Cái khâu mà gọi là sơ chế chế biến rồi. Thì bây giờ anh hỏi một tí xíu là bây giờ là chính xác là em bán từ mấy giờ? Mở app này nọ. Em bán từ 8 giờ sáng cho tới 22 giờ đêm. 22 giờ đêm. Bàn là mình chỉ ngồi ở đây khoảng 2 bàn nhà đúng không? Dạ, thì em chia sẻ luôn này, em bán ở nhà chủ yếu mình em bán qua các app gia đồ ăn, app online là khách mua mang về đó. Thì phục vụ tại đây thì em phục vụ khoảng chừng 5-6 khách thì được, lai ra thì được. Nhưng khi đông quá thì đó lúc mình phục vụ nó không có tốt. Có hai mức giá là 40 và 50. App là em bán qua các app nào? Dạ app thì em bán qua 6 app luôn, là có Grab, Shopee Food, Gojek, Bimin, rồi Loship, rồi Bi vàng á. Trên app thì giá nó sẽ lên khoảng nhiêu ha? Thì em chia sẻ cái vấn đề này luôn là bên trên app á là giá nó sẽ cao hơn so với tại quán em khoảng 20-25%. Là thì tuy nhiên nhưng mà cái vấn đề giá đó thì trên app á em sẽ có những chương trình xuyên suốt luôn. Xuyên suốt cho khách luôn, là khách có thể là ngồi tại nhà hoặc là ngồi tại địa điểm mình làm việc thì mình mua trên app em á với cái mức giá là có áp dụng mã khuyến mãi, thì nó lúc nó sẽ nghe bao trừ luôn tiền ship luôn á. Thì đôi lúc là khách chỉ trả cái số tiền á, nó chỉ ngang với việc mình mua tại quán, hoặc là đôi lúc có những chuyện nó thấp hơn nữa. Em sử dụng dư suất luôn để hỗ trợ giá thêm cho khách mình mua mang về. Tại chủ yếu của em là em bán qua app mà. Bao nhiêu phần mới đúng không ạ? Dạ, ví dụ trong trường hợp là mình mua khoảng hóa đơn khoảng 2 phần đi. Ví dụ như là đơn khoảng 120 thì mình sẽ được giảm khoảng 50.000 rồi. Ví dụ vậy. Rồi. Trên Grab anh. Hiện hết cho anh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Ok, mọi người cứ coi trên app ha. Anh thấy là bây giờ bên đây là em có bán gỏi sốt mắm tắc, rồi gỏi sốt Thái nữa, bán thêm hả?
Đúng rồi, thì ngày trước em chỉ bán gỏi anh Phú trước có ghé em á, thì em chỉ bán gỏi bánh ướt là gọi sốt mắm tắc thôi. À. Thì bây giờ em có thêm cái sốt thái nữa. Thì nguyên liệu thì cũng lòng gà nữa, có thêm chân rút nữa. Lòng gà, chân gà rút xương. Ok, lát họ gọi thêm này luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi. À, mỗi lần là mình sẽ có quay cái bánh nó nóng lại. Bánh em cũng là bánh mới hết á, bánh mới buổi sáng hết, nhưng mà mình đôi lúc mình bán mình quay nóng lại cho ăn cho nó ngon hơn. Bóc phần đặc biệt chứ là phần gà xé trứng non. Đặc biệt. Rồi bóc gà. Đó, như phần chia sẻ phần gà xé đó, gà xé trứng non là có nguyên cái đùi. Đó. Anh này mình bỏ lòng vô nữa. Ai ở xa mình chịu khó đặt app nha. Còn ai ở gần thì mình thích luôn hẻm, mình luồn vô hẻm mình vô đây mình ăn. Ngồi được khoảng 5-6 khách. Dạ, la ra trong ngày ngồi 5-6 khách. Bán suốt hả? Không nghỉ ngày nào? Dạ đúng rồi, em bán suốt luôn, không có nghỉ ngày nào. Lâu lâu có việc thì mình mới nghỉ thôi. Chứ không có ngày nghỉ. Đó. Rồi, trứng nữa, trứng non vô. Trứng non. Thêm 10.000 trứng non. Cứ có trứng non là thêm 10.000. Dạ, 40 50. Đó, 40 là gà xé hoặc là bánh nước gà xé lòng gà. Còn thêm trứng non vô là thành gà xé trứng non bánh nước đặc biệt. Rồi giờ cắt ra. Rồi, okay. Hai phần. Dạ. Đây. Dạ. Mình cứ làm đi, mình cứ làm. Đây đi. Là món mới của em mà em có chia sẻ với anh hồi nãy đó. Làm món gỏi đặc biệt. Gỏi đặc biệt anh Ba Béo. Sốt Thái. Sốt Thái 135.000. Dạ đúng rồi, cái này là phần lớn đó. Có chân gà rút xương, mề gà, gan gà, dồi trường gà, trứng non, xoài xả, tắc rau răm. Dạ đúng rồi. Trứng non sẽ bỏ vô sau. Đúng rồi, trứng non. Trứng non mình bỏ vô sau. Món ăn vặt, món ăn chơi. Trứng non mình trộn vô luôn, nó nát. Mình để vô sao. Xài là xài keo hay em xài chú quý? Dạ, xài keo anh. Xài keo hả? Dạ. Vặt trời, nhiều quá, 135.000. Đúng luôn đúng không? Dạ, nhiều, dạ đúng. Ồ, nhiều cái phần này là phần lớn, dạ. Em có những cái phần nhỏ hơn là phần gỏi lòng trứng. Hoặc là gỏi chân gà với trứng, chân gà rút xương với lòng. Phần nhỏ nhất là 60.000, chân, chỉ chân thôi. Dạ đúng rồi. Còn có thêm có lòng gà với trứng non là 80. Dạ. Là không có chân. Đúng không? Gỏi lòng gà trứng non là không có chân. À. Còn này là đặc biệt anh Ba Béo là có đầy đủ hết. Ok. Dạ. Rồi. Ok, mời quý vị khán giả cùng nhìn lại các phần mà Phú đã gọi nha. Đó, 50. Là gì? Là gà xé trứng non. Đó là gà với trứng thôi, còn đây là lông gà đặc biệt 50. Có thịt gà, có lòng và trứng non. Không, trứng là 40. Đây là dĩa gỏi gà 1/4, 65.000, 1/4 nha. Đây là cái dĩa đặc biệt nhất là gỏi sốt Thái, 135.000. Bao gồm chân gà, mề gà, gan gà, dồi trường, trứng non, xoài, xả, tắc, rau răm. Rồi, thì nếu mà mọi người mua app á, thì ở đây quán á, là đều có kết nối hết với các loại chi trả là ngân hàng, Zalo nè. Mọi người kết hợp vô thì giảm rất là nhiều luôn. Nè, rồi Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh nước lòng gà anh Ba Béo. Đây, tiết mục không thể thiếu, nước mắm.
khi nếm vô cái vị nó chua thanh thanh, nhưng mà cái hậu nó cũng khá là đậm vị á mọi người. Ok, ngồi gà bình thường chứ đi. Đó. Gọi là sẽ có cà rốt, củ hành, rau răm. Gà dai. Nước trộn gỏi này á, nó sẽ nghiêng về vị chua chua nha. Vẫn có ngọt. Không có quá chua nha mọi người, chua ngọt ngọt. Đậm vị. Đây là sốt Thái. Này món mới đúng không? Đúng rồi. Trộn vị nó nhiều quá trời. Rồi miếng xoài. Chua. Chua. Xoài chua nha. Xoài này phải ngọt ngọt hơn tí. Đây, giò rút. Giò. Nhưng mà cái sốt này á, nó thấm, nhưng mà nó thấm không có nhiều. Đó. Phải trộn đều hơn. Đúng rồi, này hoặc là phải trộn cho nó thấm hơn. Cái sốt chắc phải nhiều hơn. Hai cái nước này cũng gần gần tương đồng với nhau. Vị chua thơm, từ tắc bên đây thì nó nhiều hơn. Này là này khẩu vị ở đây nha. Còn Phú á, không là được. Cái sốt này nó phải nhiều hơn, nó đậm đặc hơn. Nó đậm đà hơn nữa. Đó là cái gu ăn của món này của Phú. Ít cay. Có qua bánh nước. Món chính. Không luôn. Bánh nước ăn không. Bánh vẫn còn ấm ấm. Cái bột bánh này dẻo mọi người. Ăn dẻo quá. Như lúc đó trước quay là bao nhiêu tâm ta? Như cũng 2-3 năm rồi á. Trước dịch. Không nhớ hương vị. Giờ ăn. Ăn lại. Tô đây rất là đầy đặn. Cái bánh nó dẻo đàn hồi. Đã. Đây là gà. Gà. Miếng thịt gà nó sẽ có dai dai nha mọi người. Tùy cái chỗ, có chỗ nó dai hơn. Như nãy ăn trong cái phần gỏi á, có cái phần nó có ngay cái sớ gân á. Gà tam hoàng. Mình cho mọi người xem hấp dẫn tí xíu nha. Đổi cái đùi. Gì vậy bạn? Thì lát cơ phần mới. Nữa hả? Vậy đi. Bạn hát tô mình tí vậy hả? Thì khi phần mới có gì đâu, chứ không phải hát tô gì. Nãy mình cũng gọi ra để quay cái hình, lần nào mình cũng quay dư mà. Quay thêm mà. Lần nào cũng mất một phút á. Nói chứ mọi người thấy vậy chứ không phải là giành giật gì đâu nha mọi người. Tại vì lấy ra là quay lấy hình chụp thôi. Nhiều khi nó bị hao hụt xong rồi lát cũng phải gọi phần mới à. Thấy là ăn hai phần nhưng mà nhiều khi quay là tới 3-4 phần lận. Nhìn mặt có tin không? Mặt có đáng tin không? Mày nói vậy là tao bị hiểu lầm là lấy đồ của mày này nọ đó. Tao bị chửi đó. Trời ơi. Chan nước mắm vô luôn đi. Hay bỏ ớt vô. Đó. Quậy lên. Chan vào. Đó, ngập vô luôn đi. Trộn nè. Thật ra ăn này Phú không bao giờ Phú ăn gan. Ăn cái không cái cục gan nó ngán. Không biết có ai giống mình không? Có ai thích ăn gan không ạ? Đây cái cục gan nè. Ăn xong là ngán luôn á. Nước mắm rất là vừa phải. Thấm với xà bánh. Quên cái gà. Hồi nãy như mọi người thấy á, là bạn có bỏ tiêu, bỏ chanh vô. Cho nên là lúc mà mình khi mình ăn không cái thịt gà, nó sẽ có một chút vị mặn mặn. Nhưng mà nó ăn không có bị lạc cái gà. Đây, voi trương gà. Ngày ngày
cô bé ăn nó đỡ ngán cái gan, ngậy. Cái này nó bùi bùi nó ngậy, nó mềm luôn. Quên đảm bảo mọi người là cái gà là có đầu hết nha mọi người. Ngay cả cái clip hồi trước nếu mà mọi người có coi á cũng là gà có đầu, nhưng mà tại vì họ cắt ra đó. Còn bây giờ là Phú nhờ cắt ra để quay né. Ơi trứng không trứng à. Bạn thích ăn lòng đào hay bạn thích ăn vậy? Nào cũng được. Mình thích ăn vậy nè, nó dẻo dẻo. Lòng đào sống quá thì cũng ăn nó cũng hơi ngán. Đây đưa nước mắm lên. Ui cái đằng à. Mắm không bị mặn không? Chan gì không? Mình vẫn cảm nhận được cái vị thơm mà cái vị ngọt thịt gà. Ok. Xong. Nói chung là hai cái gỏi này thì cái gỏi này, cái gỏi Thái thì nó sẽ tùy vị mọi người nha. Vị của Phú thì không đúng. Nhưng mà cái gỏi bên đây ăn dính hơn. Mình sẽ cá nhân Phú là vậy, gỏi gà bình thường. Rồi, ok, xử thôi. Ok, đến lúc phải kết thúc clip rồi. Thì anh thấy mình đang nổ đơn là thường tầm cái giờ nào là mình sẽ nổ đơn? Nổ đơn thường là buổi sáng em mới mở ra khoảng 8 giờ mấy á, bắt đầu là hơn xíu là bắt đầu nổ đơn rồi. Em nổ đơn tới khoảng 9 giờ mấy, sau bắt đầu nó la rai tới khoảng trưa là đông nhất, là từ 11 giờ cho tới 1 giờ. Đó, xong rồi tới chiều là khoảng từ 7 giờ tối á, 7 giờ tới 9 giờ. Ok. Rồi, cảm ơn Lân đã hỗ trợ buổi quay ngày hôm nay ha. Thì cũng hơi tiếc ha, ví dụ mà hồi trước mình có bán có mặt bằng dùm, bán giờ chỉ có 2 bàn thôi. Bán đơn. Rồi thôi thì quý vị khán giả nào có thèm bánh nước lòng gà mà ở gần khu vực Gò Vấp này thì có thể order, bấm qua app để mình mua, mình sử dụng các khuyến mãi. Còn ai ở gần thì chịu khó mình chạy vô, nhưng mà lưu ý nha, 2 bàn là mình gọi điện trước xem còn chỗ không. Chứ nhiều đi đâu mà không có chỗ ngồi thì cũng uổng mọi người, uổng công mọi người chạy vô. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn kế tiếp.